Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì bọn mình đang kéo cả tất cả mọi người trong văn phòng để đi coi phim ở giữa trưa. Bao nhiêu người nhỉ? Khoảng 14 người là những người sẽ đi xem phim Pikachu hôm nay, nhằm mục đích để quyên góp từ thiện cho ốp lưng Pikachu. Anh em hãy nhớ truy cập vào link mô tả bên dưới mà follow fanpage của bọn mình để mua ốp lưng. Các bạn nhìn kéo dài từ đây lên đây. Đây là ốp lưng của mình. Khi mua các bạn sẽ được tặng một linh vật mặc áo đồ đen. Mình sẽ ra đổi vé. Đó là 605-028-416. Đây là cuộc sống vương giả của những người nhà giàu mua bọc ngô. Đâu có bọc đâu. Phong mai ạ. Xem ví và vô nhiều tiền nhá. Đây toàn thẻ thôi. Thẻ mấy triệu? Có gì bắt đầu? Coca. Các bạn nhìn thấy một sập vé CGV trị giá khoảng 1 triệu hay hơn gì đó. Bây giờ không, sao CGV có cái này? Bạn là người may mắn vì bạn có thể chọn để yêu tôi hoặc không. Nhưng tôi chỉ có thể chọn để yêu bạn hoặc là yêu bạn nhiều hơn thôi. Thế Bích ơi, sao phải đến một ngày anh? Đây, anh với lại Ngọc Bích thì đáp. Hai, ba. Sao mình không có gì? Tiếng em ngồi cạnh anh. Ok. Anh em bàn luận về Pokemon. Ba là thôi, bố là ngồi bên cạnh đó nó coi cho. Để nó xem đâu mà spoil. Đang tưởng là cho bọn trẻ con đi xem phim này, ai ngờ phim này cấm trẻ con dưới 13 tuổi các bạn ấy. Thế tại sao? Con nên mua cho em mới. Thì có cảnh Pokemon tạo ra lời mới. Thì ta sẽ phỏng vấn một vài bạn để xem kỳ vọng gì về phim này. Bạn Ngọc, bạn nghĩ gì về phim này, liệu có hay không? Em không kỳ vọng nhiều lắm bởi vì em biết là những cái phim live action từ game chuyển thể sang thường thường sẽ như kẹt. Và phim này bạn chấm được mấy điểm nếu mà chưa xem? Chắc là tầm 7 điểm bởi vì em rất hâm mộ Pokemon. Okay, Pokemon là tuổi thơ của em. 7 điểm. Anh Linh là một người đàn ông duy nhất trong công ty đang có con sắp đẻ. Anh nghĩ bộ phim này sẽ được mấy điểm và anh thích kỳ vọng gì? Chắc chỉ xem con này nó với so hoạt hình có khác gì nhau chắc được 5/6. 5/6 là nào, tổng điểm là 5/6. Bên 5/10. 5/10. Vì là thấy trailer nhìn con Pikachu nó chắc là được mỗi con Pikachu rồi, các con khác chắc chẳng có gì. Editor thì lát các bạn nhớ nha, bạn là trên link có cột. Vâng. Thế bạn Tú thì sao? Bạn kỳ vọng gì bộ phim này? Các bạn phim này sẽ có hay không mà chấm mấy điểm? À, nhưng mà phim gì anh? Mình đi xem phim Quý Cô Lừa Đảo còn gì? À phim hay, em thích cái đấy. Mấy điểm? Chắc là 9 điểm. 9 điểm gì? 9/9. 9/9, ok, tao điểm rồi anh Linh rồi, 5/6. Cầm lấy đi. Rồi, ok, đây là cái nhóm này đi ăn là chính, không phải đi xem phim các bạn nhé. Bạn là những người bạn có điều kiện. Nghĩ sao về phim Pikachu và bạn thích cái vật nào trong Pokemon yêu thích các bạn? Em là em rất thích là anh Vinh Vật Vở, anh Nam Vũ. Pokemon yêu thích các bạn là gì? Em không xem Pokemon. Ok, vậy bạn không được vé này. Phương, em yêu thích Pokemon gì nhất? Em không xem Pokemon. Em xem Pokemon. Pikachu. Ok, tặng một vé. Cầm nhận tặng. Bao nhiêu bạn thích Pokemon nào nhất? Mình thích Pikachu với là con Chimane. Chimane là con hệ gì? Lửa. Con nó có khả năng gì? Khắc lửa. Thì nó có ba và nó thành con gì? Chimandot. Trời God. Học có. Và bạn Việt Anh mặc áo của Avenger đi xem phim, bạn thích Pokemon gì nhất? Em thích con vịt Psyduck. Và Psyduck tại sao? Con nó giống ngu. Giống ngu không? Giống người của cạnh em. Giống Phong này. Giống dầu khôi. À khôi. Khôi. Pokemon yêu thích của em là gì? Con gì ạ? Con Giống nhau. Đấy, chính xác, con run ấy. Mấy con run dưới đất ấy, nó thò thò lên. Hóa ra là chỉ là con run thôi ạ. Ok. Còn đấy là Diglett, sau tiến hóa là Ditto. Pokemon yêu thích của em là gì? Pokemon yêu thích của em là khá bảnh ạ. Hệ mù quạt. Hệ mù quạt, ờ. Đó là hệ gió. Hệ sai. Ok. Nhưng mà thanh niên này trông rất giống con mà trâu. Con trâu hai sừng mà có ba đuôi. Chị Đảo, Pokemon yêu thích của chị là gì? Pikachu. Rồi, ăn tiền quảng cáo khác. À cuối cùng, bạn Dũng Pokemon yêu thích của bạn là gì? Mayo. Và đến khi mà bọn mình vào xem phim ra, bọn mình sẽ quay trở lại review mọi người xem mọi người nghĩ gì về bộ phim này. Nhớ ok vào đi. Khi xem xong bạn Ngọc Lạc cảm thấy thế nào về bộ phim này? Hay. Đoạn đầu hơi em không hiểu sao bọn nó comment trên channel em là phim chưa cứt nhưng mà thấy được mà.
Đến chân thế nào? Bất ngờ nhất là đoạn lúc ông bố xuất hiện. Thảo. Em muốn nuôi kia Pokemon. Tại cảm tưởng là bạn là một thằng điên đấy. Sao điên đấy? Nói chung bộ phim này thì mình cho rằng ai phải là fan của Pokemon thì mới đi xem được. Bởi vì thực tế là phim này thì có rất nhiều quãng thời gian phim hơi bị dài mệt. Và đặc biệt nữa là đối với phim thì mình cho rằng là cái bộ phim này tập trung nhiều để vào cái mục đích là để thể hiện ra được cái đồ họa cũng như tái tạo những con Pokemon. Bởi vậy nên mà các cái khung cảnh khi nhìn thấy các Pokemon thì rất là hứng thú. Còn lại thì nhiều tình tiết trong phim nó làm cho mệt quá, xem nó hơi bị buồn ngủ rồi, hơi dài. Phần lớp mọi người đây đều đồng tình là nó hơi dài, và đáng lẽ ra phim mà ngắn đi thì nó sẽ xúc tích nhanh hơn nhiều. Bên cạnh đấy thì các cái cảnh đánh nhau của phim thì hơi ít, các cái cảnh giao tranh của Pokemon hơi ít. Gần cuối phim các bạn sẽ thấy Thor đánh nhau với Thanos, sau đó bỗng dưng thì Deadpool được xuất hiện. Và bạn thấy là Deadpool này xuất hiện làm cho mọi người rất là trầm trồ và cực kỳ là buồn cười. Còn cảnh Thor với Thanos đánh nhau thì chưa được như ý lắm, bởi vì thực ra Thor hơi yếu so với Thanos và chỉ nhờ thắng bởi một cái trò là giật điều khiển từ xa ra đấy. Như kiểu hai thằng đánh nhau các bạn làm rơi tay cầm của nó thì nó sẽ không thể đánh nhau mình được. Và nên chung là mình thấy phim thì có diễn viên chính nữ cực kỳ xinh, hết sức đáng yêu, xinh vô tu, xinh dã man nhỉ. À xinh, mấy đứa con gái hay nuôi vịt ấy. Tại sao? Mày mõm nó sai. Mà vì lại sống ở dưới nước. Bên cạnh đấy là chọn Pokemon hệ nước, rất là nhiều nước các bạn hiểu không? Đấy. Và các cái cảnh trong phim thì mình thấy là cũng được. Nói chung phim này các bạn kỳ vọng quá nhiều thì xem sẽ cảm thấy hơi thất vọng một tí. Bởi vì nếu mà phim mở đầu nhé bằng cái cảnh hành động đánh nhau và xem nhiều cảnh đánh nhau vào các trận chiến Pokemon thì sẽ rất là vui. Nhưng cái điều đấy lại không diễn ra, nên mà cảm thấy hơi buồn một tí. Nhưng bù lại thì những cái khác rất ok. Và các bạn nếu để ý đoạn cuối không? Bà nội da đen, bố da trắng, mẹ da đen, con da nâu. Nói chung là cực kỳ bực mình khi mà trong này họ dịch tên Pokemon rất linh tinh. Bởi Sai Đắc cứ dịch là Cô Đắc, trong khi Cô Đắc là một hãng ngày xưa làm ảnh phim, bây giờ thì dịch trở thành Cú Đắc, trong khi nó là Cùn. Coi Kinh. Coi Kinh trong khi đấy là đâu có phải là cá coi đâu. Nghĩa là tên trong phim thì chỉ muốn nói bằng tiếng Anh, tên không bằng tiếng Anh nhưng mà nó dịch ở tiếng Việt rất là ngáo. Dịch rất là ngáo. Nó dịch ở tiếng Nhật. Có thế hả? Hả? Nó dịch ở tiếng Nhật. Thế cái phim nó chưa được thỏa mãn được lắm. Có gì đó hơi hụt nhưng mình hy vọng không. Mình chờ xuống thì vâng. Chung là phim được. Đủ hết người chưa? Không như mình kỳ vọng lắm. Chung là chung là hình ảnh thôi chứ. Chung là hình ảnh để mà mọi người cảm thấy vui, chứ còn nội dung thì chưa ổn lắm. Anh em xem xuống hết chưa? Đấy, có con đáng yêu thế nhiều. Thôi. Phim này ăn tiền là cái chỗ là nữ chính đáng yêu thôi. Ở nữ chính cũng xinh. Có một thằng là Pikachu ấy thì mới có lông, bọn bên kia không nhìn thấy lông luôn ạ. Nhưng mà Charizard thì trông ngầu thật. Và thưa các bạn, đen nhất là đi xem phim về thì mất điện. Bây giờ cả văn phòng không có gì để làm luôn. Rồi. Nói chung là các bạn nghĩ sao về bộ phim Pikachu lần này? Hãy comment cho mình biết ý kiến của mọi người về bộ phim nhá. Và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Thực ra mình thì vẫn thích bộ phim này. Điều nhất là gì không? Con Vân với con Mai ấy, nó tưởng con ấy sẽ mất điện, nó quốc bộ này.